Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về top 5 con giáp sẽ được may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy 5 con giáp may mắn đó là những con giáp nào? Cụ thể là những tuổi nào? Và 5 con rồng này sẽ gặp được những cái may mắn cụ thể trong cái tháng nào? Năm 2024, đúng không ạ? Và tất cả những điều đó sẽ được tôi chia sẻ rất chi tiết trong video dưới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đời người thường phải trải qua nhiều cái giai đoạn. Mỗi giai đoạn lại có thể sẽ gặp những cái cơ hội tốt đẹp, nhưng cũng có lúc phải đối mặt với sóng to gió lớn, buộc mình phải mạnh mẽ vượt qua. Trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sống nghèo thì sẽ mãi mãi có cuộc đời nghèo khó như vậy. Dù mỗi người có mỗi số mệnh khác nhau, nhưng nhờ có sự nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống cũng sẽ giúp họ cãi lại mệnh trời, đổi đời giàu có. Tử vi học có nói, trong năm 2024 năm Giáp Thìn, có 5 con giáp tưởng chừng là khó thoát khỏi cái mệnh nghèo khó, nhưng bất ngờ được Thượng Đế ban cho phúc đức. Cuộc sống khổ tận cam lai không những có thể vực lại được tinh thần sau những lần vấp ngã, mà còn xây dựng được cái cuộc sống đủ đầy, sung túc, giàu sang phú quý, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, sự nghiệp, tài lộc đều phất lên như diều gặp gió. Đây là giai đoạn giúp cho họ chuyển mình bước sang cái tầm cao mới. Nếu giữ vững thì cái hậu vận sẽ viên mãn, sung túc và giàu có suốt đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, năm 2024 nó là năm Giáp Thìn, có ngũ hành thuộc hỏa đó, và chúng ta có cục diện là hỏa sinh thổ đó. Hỏa thì tí hòa với hỏa, và hỏa thì bị thủy nó khắc. Như vậy những người có mệnh thổ sẽ là may mắn nhất, may mắn đầu tiên do được hỏa sinh đó. Những người thứ hai là mệnh hỏa là tỷ hòa, và những người thứ ba khắc được hỏa, đó là may mắn thứ ba. Nhưng mà không phải tất cả những con giáp mệnh thổ, mệnh hỏa, mệnh thủy thì đều được may mắn đó. Vậy thì những con giáp mệnh thổ, mệnh hỏa, mệnh thủy như thế nào thì mới được may mắn? Đấy, xin mời quý vị cùng theo dõi này. Thưa quý vị, để xét về cái vận tài lộc, vận may mắn, cái vận tiền bạc của những con giáp này thì chúng ta sẽ dựa trên các yếu tố là những cái may mắn về tiền bạc. Những cái may mắn về tiền bạc. Thì để xét về cái vận may về tiền bạc của các con giáp thì chúng ta sẽ thường xét đến ba thứ. Thứ nhất là cái tài, thứ hai là cái lộc. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý, dễ đổi vận giàu sang trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì cái vận may về tiền bạc đầu tiên chúng ta phải xét đến đó là cái vận gì? Cái công việc chúng ta làm hành thông thì cái tài lộc cũng sẽ tự đến, đúng không ạ? Đó là cái vấn đề đầu tiên. Như vậy là gì? Chúng ta có 3 thứ để quyết định cái tài vận của quý vị. Một là gì? Chính tài. Thứ hai là gì? Thiên tài. Và thứ ba là gì? Là lộc. Là lộc nhá. Thưa quý vị, trong năm 2024 là năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn thì chúng ta biết 4 tuổi là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, đúng không ạ? Thìn, Mùi này, Tuất này, Sửu thì không là lộc của tuổi nào. Vậy nên là được lộc trời năm 2024 năm Giáp Thìn là không có con nào được lộc, đúng không ạ? Như vậy là gì? Chỉ còn hai cái lộc về tiền bạc, đó là gì? Chính tài và thiên tài, đúng không ạ? Năm 2024 năm Giáp Thìn thì Giáp Thìn là cũng ngoài thuộc mộc, đó, nó bị kim khắc. Như vậy là gì? Tân kim khắc giáp mộc thì nó là chính tài. Vậy nên là trong năm 2024 năm Giáp Thìn, những người có thiên can tân thì sẽ được lộc trời cho là làm ăn thì được may mắn. Đó, công việc thì hanh thông thuận lợi, làm gì thì cũng được, quý nhân giúp đỡ và làm đâu thì thắng đó. Đó. Những người có thiên can tân bao gồm tuổi sau. Chúng ta có tuổi 1961, 1961 là Tân Sửu, đúng không ạ? Có ngoài thuộc thổ. Thứ hai là Tân Mão, 1951 có ngũ hành thuộc mộc. Thứ ba là Tân Tỵ là 2001 hoặc là 1941 ấy, có ngũ hành thuộc kim. Tiếp theo là Tân Mùi là 1991 có ngũ hành thuộc thổ. Tuổi thứ năm là Tân Dậu 1981 có ngũ hành thuộc mộc. Và tuổi thứ 6 là Tân Hợi 1971 có ngũ hành thuộc kim. Thì đây là 5 con giáp trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ được lộc làm ăn thì làm đâu thắng đó, làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Và từ công việc này nó sinh ra tiền nhiều vô kể. Thì đây là cái chính tài.
tức là công việc mình ấy, tức là những cái tài này này, cái tài này quý vị có thể biết trước là mình được bao nhiêu tiền đó. Còn cái vận thiên tài thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị sau, tại vì là cái vận thiên tài nó là biết là có lộc đấy, biết là có một số tiền lớn ập đến với mình, nhưng mà không biết là lúc nào nó sẽ đến, đúng không ạ? Thì cái vận thiên tài nó sẽ nói lên điều đó, và những con giáp nào sẽ được lộc như vậy. Thì cái lộc thiên tài nó chính là cái lộc trúng số đổi đời, hoặc là những lộc may mắn trong cái chuyện là người khác mang tiền đến, vân vân đó. Còn những cái chính tài này là cái tài mà chúng ta làm ăn mà có, càng chăm chỉ làm việc thì cái tài này càng nhiều đấy. Ví dụ như là quý vị làm công việc buôn bán, bán hàng chẳng hạn, thì ví dụ bán 1.000 đơn hàng thì được khoảng đâu đó là khoảng tầm 500 triệu chẳng hạn, thì quý vị biết là chỉ việc gia tăng thêm 1.000 đơn nữa là mình sẽ có được 1 tỷ, đúng không ạ? Ví dụ thế đấy. Thì ngoài cái đấy ra, ngoài cái tiền mà chúng ta được 1 tỷ đấy ra, thì chúng ta có thể là gì, còn được cái nhà sản xuất, hoặc được cái đơn vị cung cấp, được cái đại lý ấy, họ chiết khấu thêm hoa hồng nữa đấy, thì cái đó gọi là thiên tài đó. Thì tôi sẽ chia sẻ sau nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem là con giáp nào trong 6 con giáp này là nhận được lộc may mắn nhất trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Chúng ta có này, đầu tiên là Giáp Thìn là thuộc hỏa, hỏa sinh thổ. Vị trí là trong các thiên can tân, có những con nào thuộc thổ thì sẽ được may mắn. Đầu tiên là những người tuổi gì? Tuổi Thìn, tuổi Sửu đúng không? 1961 là Tân Sửu này. Thứ hai là 1991 là Tân Mùi. Như vậy là gì? Năm 2024 nó Giáp Thìn thì những người tuổi Sửu và tuổi Mùi sẽ được may mắn. Đó. 1 2 Đó, thì hai con giáp này công việc hanh thông thuận lợi. Nếu mà có gặp khó khăn gì thì quý nhân cũng xin đám giúp đỡ, và tiền bạc cũng sẽ tự đến. Tự đến nhé. Tiếp theo là gì? Chúng ta cục diện là năm Giáp Thìn hỏa này, hỏa thì mệnh hỏa là tỷ hỏa đúng không ạ? Và chúng ta tìm những người mệnh hỏa thì trong 6 con giáp này không có con nào mệnh hỏa. Tiếp đến là những người mệnh thủy. Mệnh thủy thì cũng không có đúng không ạ? Mệnh thủy thì trong 6 con này cũng không có. Đó. Như vậy là gì? Chỉ có con giáp mệnh thổ là may mắn nhất. Đấy. Vậy thì mọi người hỏi là những người mệnh mộc và mệnh kim thì sao, đúng không ạ? Tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị này. Những người mệnh mộc, ví dụ như Tân Mão là 1951 và 1981 là Tân Dậu. Đấy. Thì có ngũ hành tương hợp, mộc thì sinh hỏa, tức là gì? Mình lại sinh cho năm, cái khí lực của năm nó lớn, đúng không ạ? Mình sinh xuất càng sinh thì càng vào rơi vào tình trạng là gì? Là thất thoát về tiền bạc đấy. Tức là nó không được tốt cho lắm. Nhưng mà những cái tuổi này nhá, tất cả những tuổi có tên ở đây thì đều gặp may mắn trong chuyện công việc và tiền bạc. Nhưng mà cái độ may mắn ấy nó sẽ không được nhiều bằng cái con 1991 là Tân Mùi và 1961 là Tân Sửu thôi. Còn lại là vẫn được lộc tiền bạc hơn những con giáp khác nhá. Đó. Thì ví tuổi Tân Dậu đó, Tân Dậu và Tân Mão thì là sinh cho năm. Vậy nên là sẽ bị tiết khí, sẽ bị hao khí. Đấy, bị tiết khí hao khí thì gì? Thì nó vẫn được việc nhưng mà mình cũng sẽ phải hơi vất vả một chút. Nhưng mà nó tóm lại là được việc là có tiền. Đấy, càng làm vất vả thì cũng có tiền. Như vậy là gì? Nó cũng là tốt đúng không ạ? Và để giảm bớt cái vất vả này đi ấy, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ nhiều hơn, thì những người tuổi Tân Mão, những người Tân Mão 1951 và Tân Dậu 1981 thì quý vị nên là sử dụng thêm một cái vòng tam hợp quý nhân. Là với những người tuổi Tân Dậu thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Còn Tân Mão 1981 thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Đó. Cái vòng tam hợp này được sử dụng làm bằng 3 hạt đá mã não. Đấy, trên thì có khắc hình linh vật tam hợp của quý vị, và cũng được làm bằng cái hạt gỗ xưa hoặc là gỗ tử đàn, một trong hai loại gỗ. Đây là các loại gỗ mà được các thầy phong thủy hầu hết để dùng làm các vật phẩm trấn trạch cũng như là vật phẩm chiêu tài trong phong thủy. Đó. Khi mà mang theo cái quý nhân tam hợp với mình ấy, nó sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ, khiến cho công việc của quý vị sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Bình thường là chúng ta phải đi đúng không ạ? Vị 1951 và 1981 cần phải đi cậy nhờ, đi nhờ vả, mệt mỏi không được. Nhưng mà khi có quý nhân giúp đỡ, tình cờ lại tìm được một ông 91 chẳng hạn, thì ông này ông chỉ cần gọi điện một cái là gì? Là bên kia đã ok rồi. Đó là cái may mắn do cái khí tam hợp nó mang lại nhá. Vậy nên là những người tuổi 1981 và 1951 hãy nhớ luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Đó, một cái vòng tam hợp quý nhân. 81 thì là Tị Dậu Sửu, còn 1951 là gì? Là Hợi Mão Mùi. Quý vị hãy liên hệ với số là 0989 09 8934 9119 9119 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Để tư vấn kỹ hơn về cái vòng tam hợp này. Đó. Đó là cái vận về chính tài đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi 1971 là Tân Hợi và những người 2001 là Tân Tị đúng không ạ? Tân Tị và Tân Hợi là cũng hành thuộc kim. Bị hỏa nó khắc đúng không ạ? Nói chung là cái vận trình năm 2024 năm Giáp Thìn thì vẫn được ok, vẫn được tốt. Vẫn được tốt nhá. Nhưng mà gì? Chúng ta phải vất vả đó, làm chạy đôn chạy đáo mới có thể thành công. Bị khắc tức là bị khắc chế. Tức là làm cái gì cũng sẽ phải qua có những cái trở ngại và những khó khăn. Thì chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt.
Đấy, thì những con giáp này việc được bị hỏa khắc kim thôi. Bình thường là những ông 81 thì ông chỉ là vất vả chạy đôn chạy đáo thôi, phải mất ít tiền thôi. Nhưng mà còn những ông 71 với lại 71 với lại 2001 thì sẽ phải vất vả hơn. Tức là gì? Bị cục diện nó khác mà. Thì là làm ở vừa được việc đấy, đi nhờ người ta lại mất tiền mất bạc, lại còn bị mắng bị chửi cho nữa. Đấy, đâm ra là gì? Cái vận trình nó sẽ xui xẻo hơn. Nhưng mà kết quả lại gì? Ừ, mặc dù người ta mắng ấy, nhưng người ta vẫn giúp đỡ. Đấy. Vậy nên là gì? Những người tuổi Tân Hợi và tuổi Tân Tỵ ấy, thì tốt nhất quý vị cũng nên là cần phải luôn mang theo mình bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Đấy, một vòng tam hợp quý nhân để được trợ giúp về cái khí lực, đấy, được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì cái vận trình nó sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Ví dụ như các bác Tân Tỵ đúng không? Tân Hợi 1971 hoặc là Tân Tỵ 2001. Đấy, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thì may mắn lại được ông Tân Mùi hoặc là ông Tân Sửu giúp đỡ. Đấy, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Đấy, các ông chỉ đi cùng thôi, chỉ cần cười nói, chỉ cần mất một bữa rượu, bữa chèo hoặc giao lưu một tí thôi thì đã gì, đã thành công mỹ mãn rồi đó. Vậy nên là những người tuổi Tân Tỵ nhá và Tân Hợi lưu ý nhá, hãy mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Tân Hợi thì là Hợi Mão Mùi, Tân Tỵ là gì, là vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Xíu đấy. Thì vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm mà sử dụng nhá. Và khi vật phẩm được khai quang trì chú ấy và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ thì nó mới mang lại được cái công năng tốt nhất. Nó giúp cho phù trợ cho gia chủ hóa giải những xung sát, những thị phi và giúp cho vận trình công việc của năm nó được hanh thông thuận lợi. Đó, đó là cái vận chính tài đầu tiên. Như vậy với cái vận chính tài chúng ta có hai con giáp may mắn, đó là tuổi 1991 là tuổi Tân Mùi và 1961 là tuổi Tân Sửu, là hai con giáp cũng ai được thổ. Còn những con giáp 1951, 1981 và 2001, 1971 thì sẽ cũng được may mắn nhưng không được may mắn bằng hai con giáp này, Sửu và Mùi. Đó, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xét cái vận thứ hai là vận thiên tài. Vận thiên tài là cái tài từ trên trời rơi xuống, cái lộc từ trên trời rơi xuống, đúng không ạ? Các bạn vẫn nói vui là lộc rơi trúng đầu ấy. Không biết tại sao thời gian trước nó ở đâu, tiền nó ở đâu nó không thấy. Chúng ta càng làm càng nội bại. Cái lúc khó khăn nhất thì bỗng dưng thì có một cục tiền nó ập đến. Nó ập đến một cách bất ngờ và chúng ta thì cũng không thể nào mà kiểm soát được. Đó. Có những cơ may như vậy thì đó chính là vận gì? Nó gọi là vận thiên tài. Thì cái vận thiên tài tính như nào? Vận thiên tài chúng ta sẽ tính theo cái thiên can của năm. Thiên can của năm. Đó. Năm 2024 là năm Giáp Thìn. Thì chúng ta có gì? Có canh kim khắc giáp mộc thì nó là thiên tài nhá. Canh kim khắc giáp mộc nó là thiên tài. Như vậy thì những con giáp có thiên can canh thì sẽ được vận thiên tài, sẽ được lộc trời cho. Được lộc trời cho, đó. May mắn một cách bất ngờ luôn. Cái thiệp lộc thiên tài nó là cái lộc mà không biết là bao nhiêu, đúng không ạ? Ví dụ như bên này này thì là những người ví dụ như tôi đi làm thuê chẳng hạn. Đấy, thì mỗi tháng tôi được 10 triệu tiền lương. Đấy, nhưng mà tôi làm tốt hoặc tôi bán hàng vượt chỉ tiêu, được gấp 2, gấp 3 lần sếp là chỉ tiêu ra đi, thì sếp sẽ thưởng cho tôi, đúng không ạ? Sếp thưởng thêm cho tôi. Thì cái tiền làm công ăn lương hàng tháng, thì nó chính là gì? Nó chính là chính tài. Còn cái tiền thưởng thêm này, đấy, thì nó là gì? Nó là thiên tài. Mà đôi khi cái thiên tài nó cũng là cái tài mà từ trên trời rơi xuống. Ví dụ đùng cái quý vị có thể là gì? Ừ, được người thân cho thừa kế một cái khu đất, một cái nhà máy nào đó hoặc một cái sự nghiệp nào đó, đúng không ạ? Cũng có thể là gì? Quý vị đi mua hàng thì bốc thăm trúng thưởng. Vị mua một cái tivi chẳng hạn lại trúng thưởng cái ô tô hay trúng thưởng một cái biệt thự ở đâu đó. Đó. Thì đó chính là cái vận thiên tài. Và một số người còn may mắn hơn là mua một tờ vé số chơi thì ai dè này cũng gì? Cũng trúng độc đắc. Thì đó là vận thiên tài. Đấy. Vậy thì những con giáp nào được vận thiên tài trong năm 2024, đúng không ạ? Thì chúng ta biết đấy, những người có thiên can canh, đúng không ạ? Bao gồm tuổi Sau, canh Tí là 1960. Đó, làm ngũ hành thuộc thổ. Tiếp theo là gì? Canh Dần là 1950. Ngũ hành thuộc mộc. Canh Thìn là 2000. Hoặc là 1400 nhá. 2000 hoặc là 1400. 1400 đi. À 1940. 1940 là canh Thìn ngũ hành thuộc kim. Và tiếp theo là những người canh Thìn đến canh Ngọ là 1990. Có ngũ hành thuộc thổ. Canh Thân 1980 có ngũ hành thuộc mộc. Và canh Tuất là 1970. 1970 canh Tuất có ngũ hành thuộc kim. Đó, đó là những con giáp mà sẽ được lộc thiên tài, dễ có cơ may về vận tiền bạc trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Và chúng ta biết ấy, năm Giáp Thìn năm 2024 ấy, nó cũng có ngũ hành thuộc hỏa, đúng không ạ? Hỏa thì sinh cho thổ.
Như vậy những người nào mệnh thổ thì sẽ tốt nhất, đúng không ạ? Trong năm con giáp này, trong 6 con giáp này, những con giáp nào mệnh thổ sẽ là tốt nhất. Tiếp theo là những người mệnh hỏa là tốt thứ hai và những người mệnh thủy là tốt thứ ba. Đấy. Vậy thì chúng ta xét này, trong các tuổi canh ấy thì có canh Tý 1960 là cũng ngày thổ và canh Ngọ 1990 là cũng ngày thổ, đúng không ạ? Như vậy là gì? Canh Tý sẽ là gì? Là con giáp tốt nhất. Vì sao? Vì ông canh Tý lại có được cục diện tam hợp là thân Tý Thìn ở tam hợp. Vậy nên tuổi canh Tý sẽ là tuổi may mắn nhất. Con giáp may mắn thứ hai đó là những người tuổi canh Ngọ. Tiếp theo là những người mệnh hỏa, đúng không ạ? Hỏa thì trong cái năm 2024 thì những người tuổi canh không có con nào là mệnh hỏa. Đó. Tiếp đến là những người mệnh thủy thì trong các tuổi canh này thì cũng không có ông nào mệnh thủy cả. Không có ông nào mệnh thủy cả. Như vậy là còn ông mệnh mộc là 1980 là canh thân và 1950 là canh dần. Những tuổi canh thân ấy sẽ may mắn hơn canh dần, đúng không ạ? Nó may mắn thứ ba. Vì nó cũng được cục diện là thân Tý Thìn tam hợp. Đó. Và những ông canh dần là may mắn thứ tư. Do là gì? Cục diện là mộc, đúng không ạ? Mộc sinh hỏa, những cái này sinh xuất thì nó hơi vất vả một chút, đúng không ạ? Tiếp theo là đến kim nữa, kim thì bị khắc, kim thì chắc chắn bị khắc rồi. Như vậy là những người tuổi canh Thìn, đúng không ạ? Canh Tuất 1970 thì sẽ là xấu nhất, nó đứng thứ 6. Do là gì? Thìn Tuất là tương xung. Còn ông 2000 canh Thìn này, còn ông 2000 canh Thìn này thì nó sẽ ở mức độ trung bình rồi nhá. Là đứng thứ 5. Đó. Như vậy là gì? Những người tuổi bây giờ xét xem độ tốt xấu này, những người tuổi canh thân 1980 là ngũ hành thuộc mộc và những người tuổi canh dần là ngũ hành thuộc mộc, đúng không ạ? Thì những người thuộc mộc, mộc sinh hỏa, tức là sinh xuất, đúng không ạ? Tức là bình thường ấy là những ông 60 là ông canh Tý này. Đấy. Thì ông cứ ngồi không thì ông quý nhân nói chung là xin đám để giúp. Vậy có ông ấy có không muốn làm ấy, thì quý nhân bảo là đây là cơ hội để ngon, anh làm đi, em còn bơm thêm tiền cho anh nữa để anh làm. Đó. Với những người canh Tý nhá, hoặc là canh ngọ cũng vậy, là hai người mà được gì? Được quý nhân nói chung là tương trợ trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đấy, thì là cứ ngồi không thì cũng được gì? Gọi đi làm để có tiền. Đấy. Thì các ông canh thân này, canh thân 1980 và canh dần 1950 thì vất vả hơn, đi nhờ vả, đi mời gọi các thứ, nhưng mà cũng gì, người ta cũng vẫn còn chảnh, đúng không ạ? Và sẽ phải vất vả, đôi khi phải mời đi ăn đi uống mấy lần thì mới có thể là được kiếm được cái cơ hội kiếm tiền. Đó là những người tuổi canh thân và canh dần. Như vậy là những người tuổi canh thân và canh dần ấy, trong năm 2024 mà muốn may mắn như người tuổi canh tý 1960 thì quý vị phải nhớ là luôn mang theo mình cái vòng tam hợp quý nhân là thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân, đúng không ạ? Với những người tuổi canh dần thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất. Đó, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được tam hợp quý nhân nó phù trợ, giúp đỡ cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn, và từ đó thì tài lộc sẽ đến. Đó, tiếp đến là những người tuổi canh tuất và tuổi canh thìn, đúng không ạ? Canh thìn và canh tuất là thuộc kim. Kim thì bị gì? Bị hỏa nó khắc. Như vậy là gì? Hai cái ông canh thìn và canh tuất thì khá là vất vả, làm ăn ngược xuôi, thậm chí là gì, nói chung là có được cái tài lộc, có được cái thiên tài này thì cũng phải khá là vất vả, phải đấu tranh, phải căng thẳng, thậm chí là gì, đổ mồ hôi sơn nước mắt thì mới gặp được cái vận thiên tài này. Vậy nên là những người tuổi canh tuất và những người tuổi canh dần ấy, thì cần phải chú ý hơn nữa cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta gặp cục diện là thìn tuất tương xung. Vậy nên là những người tuổi canh tuất này nó cũng không được thực sự tốt cho lắm. Đó. Nó có tiền nhưng vất vả đủ thứ, chuyện thị phi, chuyện xung sát, chuyện khẩu thiệt thị phi, chuyện cãi cọ, hoặc là chuyện mất lòng người khác, lại xung với thái tuế nữa, đâm ra là cái đại vận nó cũng không được hanh thông thuận lợi. Đấy, vì thế mà quý vị cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc để đạt được cái kết quả mình mong muốn. Và để may mắn hơn ấy, thì những người tuổi canh tuất cũng nên nhớ là luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất. Đó. Còn những người tuổi canh thìn ấy, thì hãy nhớ là luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn. Vì hai cái tuổi thìn và tuất năm 2024 năm Giáp Thìn, đúng không? Thì là bị phạm thái tuế. Ông canh thìn 2000 và 1940 thì bị phạm vào cục diện là trực thái tuế. Còn ông canh tuất 1970 ấy, thì sẽ bị phạm vào gì? Xung với thái tuế. Và ông xung thái tuế còn xấu hơn nhiều so với ông trực thái tuế. Đó. Vậy nên cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để chiêu mời quý nhân giúp đỡ, giúp cho cái vận trình năm được thuận lợi và may mắn hơn. Bên cạnh đó thì những người tuổi canh thìn và canh tuất ấy cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế nữa. Tại vì các ông là bị phạm vào gì? Phạm vào cục diện trực thái tuế và xung thái tuế. Hai cục diện này khá xấu. Thì cái cục diện về xung thái tuế và trực thái tuế, cái thái tuế của năm 2024 năm Giáp Thìn như nào ấy, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị ở những video sau. Thì quý vị hãy tiếp tục theo dõi video để biết được thêm chi tiết. Đó. Thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất, đúng không ạ?
may mắn nhất về vận tiền bạc trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Đấy, thì những con giáp có tên trên bảng này, đây là những con giáp cực kỳ may mắn về cái vận tiền bạc. Đấy, quý vị làm việc nhẹ nhàng hơn người khác, đúng không? Nhưng mà tiền lúc nào cũng nhiều hơn. Đó, tôi chắc chắn như vậy luôn. Xét theo ngũ hành âm dương thì chắc chắn là sẽ là như vậy. Đó. Vậy nên là trong thời gian này, quý vị biết trước được cái số mệnh của mình rồi, thì quý vị hãy chuẩn bị nguồn lực, chuẩn bị tiền nong, chuẩn bị cái cơ hội. Đấy, để mà đến năm 2024 năm Giáp Thìn thì mình sẽ là xuất lên, đúng không? Sẽ cống hiến hết mình và làm việc hăng say hơn nữa để có được cái tài và cái lộc. Bên cạnh đó thì khi có tiền nhiều rồi, hoặc là quý vị đam mê kiếm tiền ấy, cũng đừng có quá đam mê vào cái trò cờ bạc đỏ đen. Trúng số ở đây không phải là cái trúng số mà là trúng vé độc đắc, trúng vé xổ số đâu. Nó còn giàu hơn cả trúng số nữa nếu quý vị nắm bắt được cái điều này. Ví dụ có một người được thừa kế một cái doanh nghiệp chẳng hạn, đúng không? Thì doanh nghiệp vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ thì trúng cái vé số nó chả thấm vào đâu cả. Đấy, vậy nên là quý vị hãy gì? Đừng giao cái cơ hội của mình, đừng giao cái số phận của mình cho tờ vé số nữa, mà hãy năng động tích cực làm việc lên, sống tích cực lên, đấy, nhìn đời một cách lạc quan lên, thì tự nhiên thì cái may mắn nó sẽ đến. Đó là những cái chia sẻ của tôi về những con giáp may mắn nhất trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.